livestream trực tiếp cái buổi chia sẻ này trên cái kênh mình luôn. Lát nữa thì các bạn sẽ thấy ý nghĩa, sẽ thấy cái sự tương tác như thế này. Bao nhiêu các anh chị muốn livestream không? Có. Có mà yếu quá, sống nó yếu lắm á. Có không? Có. Trời ơi, sống nó lên ngút khung luôn nè. Livestream á mình hay đặt cái từ cái tiêu đề nó gây sự tò mò. Ví dụ như bây giờ mình livestream cái buổi này nè. Hôm nay là cái buổi mình đến đây mình chia sẻ với các anh chị đây. Thì mình sẽ đặt một cái tựa đề một hello buổi tối đặc biệt của bạn Quốc Lâm. Thì không biết buổi tối này nó có cái gì trong đó, mà muốn biết là phải hello, phải nhảy vô thôi, đúng không ạ? Nhưng mà phải trực tiếp này. Tự sướng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia, mình đặt cái máy này dưới. Đi diễn khúc này cái đã. Lát nữa rồi thì sẽ thấy quy trình. Khi mình dẫn cái nút trực tiếp này nè, thì bắt đầu là nó đang là chuẩn bị phát. Ok. Rồi xin chào các anh chị. Hôm nay mình có một cái buổi rất là đặc biệt. Hôm nay mình đến đây là một cái trường doanh nhân chạy làm chủ một cái trường này rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Hôm nay được hữu duyên thì mình được Nguyễn Thế Duy mời đến chia sẻ cho tất cả các anh chị đây là những doanh nghiệp, những doanh nghiệp ở Sài Gòn, một cái quy trình để làm sao có thể đưa cái doanh nghiệp mình đi ra toàn cầu được. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt thì mình sẽ truyền hình trực tiếp cho các chị xem nha. Bây giờ mình đi xuống dưới. Cái không gian là toàn là những doanh nghiệp, toàn là những người có tư duy làm chủ để chia sẻ với các anh chị những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình trong những cái công việc mà mình làm live và trong suốt cái thời gian vừa rồi mình làm cái thương hiệu của mình. Thì cách đây 2 năm mình cũng giống như anh chị, mình cũng ngồi dưới đây
cũng ngồi chăm chú để mà theo dõi cái bài chia sẻ của Thùy Vi. Thì sau 2 năm đó thì mình cũng như một số các anh chị khác cũng bắt đầu là đi ra kinh doanh, và những người đó bây giờ mình cũng gặp nhau hàng ngày, bây giờ họ cũng rất là thành công. Cho nên việc mà các anh chị chọn nơi đây để làm bãi đá, chọn nơi đây làm cái bệ phóng cho các anh chị trong tương lai là một lựa chọn đúng. Rồi mời các chị cho Bi Chân Đi một tràng vỗ tay. Và cũng phải cảm ơn Bi Chân Đi, nhờ Bi Chân Đi mà ngày hôm nay mình mới có được một cái nền tảng về cái kiến thức như thế này. À, trong số các anh chị ở đây ai biết mình rồi? Một số đông dữ rồi ha. Từ từ để giữ nguyên cái tay nha, giữ nguyên cái tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bao nhiêu các anh chị chưa biết mình? Bao nhiêu các anh chị vừa mới biết mình? Cái gì à? Cái chỗ này căng này nha. Mình hỏi là bao nhiêu các anh chị đã biết mình rồi, cho mình cánh tay lại đi. Ok, vậy thì bao nhiêu các anh chị chưa biết mình? Bao các anh chị vừa mới biết? Rồi cho các anh chị chào vỗ tay. Rồi, bây giờ trước khi mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị một điều như thế này. Mình cũng giới thiệu sơ qua với những ai chưa biết mình. Mình tên đầy đủ Phạm Quốc Lâm, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Năm nay U50 rồi. U50 có thể là 41, có thể 49. Các anh chị muốn cho mình số bao nhiêu thì tùy. Thật ra thì mình với thầy Duy thì cùng tuổi với nhau. Nhưng mà do thầy Duy tóc thầy thì xương sớm là con. Do là những ngày không gặp nhau bị mặt đầu thương nhớ chứ không phải già. Còn do mình là chưa có thương nhớ cho nên tóc mình vẫn còn xanh. Nhưng mà biết đâu được năm sau cũng giống như thầy. Ok, thì mình xuất thân là kiến trúc sư. Mình tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp xong ra trường, mình có 2 năm đi làm thiết kế nội thất. Và khi đó mình mới nghĩ rằng là bây giờ muốn giàu thì không thể đi làm công được, thì phải đi ra làm chủ. Mà muốn làm chủ á là phải có kinh nghiệm, phải có vốn. Mà lúc mình ra trường thì mình tay trắng tay hả. Mặc dù là gia đình mình rất là khá, nhưng mà ông bà thân sinh mình đó thì không muốn rằng là con mình nó đứng trên cái sự dìu dắt đó mà phải muốn đi ra ngoài lập nghiệp luôn. Thì mình mới suy nghĩ một điều là như vậy thì một là phải có tiền, hai là phải có kinh nghiệm mới làm được. Mà không có cái thứ đó thôi thì mình phải đi tìm cái mối quan hệ. Và khi đó mình thi vào trong quận Tân Bình, ủy ban nhân dân quận Tân Bình, mình vào thi vào trong đó mình làm để quản lý đô thị và mình trúng tuyển. Chứ không hề là con ông cháu cha hay gì đó nha các anh chị nha. Mình là gia đình công giáo, cho nên là mình thi vào đàng hoàng. Và trong suốt cái thời gian từ năm 2001 cho đến năm 2014, tổng cộng là hơn 12 năm mình làm. Và mình may mắn mình kinh qua tất cả công việc, từ cấp phép xây dựng, từ cấp sổ đỏ, từ bán nhà nước theo nghị định 61, từ phê duyệt quy hoạch, từ thẩm định thiết kế công trình, tiếp khiếu tố khiếu nại về nhà đất. Nói chung là cái gì liên quan đến nhà đất là có mặt mình hết. Và mình may mắn là mình kinh qua tất cả lĩnh vực đó. Nhưng người ta thường lệ, người ta sẽ nói rằng là ồ, tại sao không cho tôi làm một cái vị trí im như chỗ này, có phải đỡ hơn không, chuyển tới chuyển lui. Thì cái thời gian trước khi mình làm á, mình cũng có từng suy nghĩ như vậy anh chị. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình nghĩ mình không làm nữa, mình ra ngoài, mình mới thấy được hóa ra cái đó là cái điều may mắn của mình. Mình biết quá nhiều. Như vậy thì trong suốt cái quá trình trong hơn 12 năm mình làm việc như vậy, thì đến một cái giai đoạn mình mới ngồi mình suy nghĩ rằng là vài năm nữa mình sẽ đi định cư ở nước ngoài, đi làm thủ với gia đình bên đó. Như vậy nếu như mình không có một sự chuẩn bị trước, tới lúc đó là mình trở tay không kịp, mà lúc đó là bị cú sốc rất là nặng. Và mình sẽ hát một cái bài là khóc một dòng sông. Tức là đi qua bên Mỹ rồi thì buồn quá, bây giờ không biết làm gì, khóc một dòng sông chứ sao giờ. Thì lúc đó mình, năm 2014 mình mới quyết định mình nghỉ. Mình đi ra ngoài, mình đi đầu tư với những cái kiến thức của mình bao nhiêu năm như vậy, mình đi ra mình đi đầu tư bất động sản. Và lúc đó các anh chị biết, mình ra thì mình như tờ giấy trắng. Như tờ giấy trắng nghĩa là mình không có một cái kiến thức gì về kinh doanh, không có một kiến thức gì marketing, không có một kiến thức gì online cả.
Bởi vì trong quá trình mình làm việc, mình đã bị đóng khung rồi các anh chị. Mình đóng khung cho môi trường đó. Sếp nói gì là mình nghe đó, chứ mình không thể nào mà có cái phản biện. Nó là như vậy, cái môi trường đi làm nó như vậy. Và bắt đầu khi cái lúc mà mình nghỉ, nhiều người nói rằng là nó khùng quá, đang là ngồi làm vị trí tốt như vậy. Lúc đó cái lúc mà mình suy nghĩ là lúc đó mình đang làm cấp phép xây dựng. Mà cấp phép xây dựng các anh chị đã biết rồi, có dễ làm không? Có dễ không? Dễ. Anh chị nào thấy dễ giơ tay. Vị trí đó có khó để vào ngồi làm không? Vậy lúc đó mình quyết định nghỉ. Và khi mình quyết định nghỉ, bạn bè, đồng nghiệp và một số người ta biết mình, người ta nói mình không. Và lập tức cánh cửa đóng lại với mình khi mà mình nghỉ. Và lúc đó trong đầu mình mới nhớ là một cái câu, một cái người thầy trước đây ông chia sẻ với mình, ông nói câu này: nếu chưa ai gọi bạn không, thì khi đó giấc mơ của bạn chưa có được lớn. Nếu chưa ai gọi bạn là khùng, thì khi đó cái giấc mơ của mình nó quá nhỏ. Tại vì chỉ có những người khùng mới dám đi làm những cái chuyện đó thôi. Trong khi những người, nhiều người phải chạy chọt để đi vô những cái chỗ đó làm, mình lại đi nghỉ. Thì khùng quá chứ con nhau. Khùng mà super khùng. Đúng không ạ? Super khùng. Rồi, khi mình nghỉ xong, rõ ràng là mình nào giờ mình đang thì đóng khung đó, mình tung cánh mình bay ra ngoài. Bắt đầu là mình đi làm đủ các ngành nghề, mình đi làm đủ thứ hết. Ngoài cái công việc mà mình đi đầu tư ra, mình đi làm đủ thứ những cái ngành nghề. Bảo hiểm mình cũng làm. Cái ngày mà khi mà mình vào trong business mình học, mình còn đang làm bảo hiểm. Nhưng mà mình làm bảo hiểm như vậy là mình làm tư vấn chuyên nghiệp luôn. Mình tư vấn bảo hiểm mà mình làm video clip mới ghê chứ. Đó. Lấy rất nhiều nước mắt của nhiều người. Bởi vì mình truyền được cảm xúc. Rồi sau đó xin chắc học con tay, mình cũng nhúng chân vô luôn. Và mình trở thành người đào tạo và xin chắc con tay luôn. Và mình mới phát hiện ra một điều, khi mình làm xin chắc, ta phát hiện ra một điều rằng là ngày xưa mình học kiến trúc á, là mình không biết lý do tại sao mình thi vô. Không biết lý do sao mình thi vô kiến trúc. Có lẽ là lúc đó mấy bạn nó rủ, nó bảo: ê, môn hóa khó lắm, toán lý vẽ, mình chỉ cần vẽ thôi là thi vô. Có thể là như vậy. Hoặc là mình nhìn đâu đó mình thấy cái kiến trúc sư tóc dài, nhìn phớt lờ, nhìn lãng tử, làm này vô được. Tức là mình đi theo tiếng gọi của mấy đứa bạn. Trong lớp mình lúc đó mười mấy đứa. Kiến trúc không? Kiến trúc không anh chị? Nhiều lắm. Thì bắt đầu, thấy cũng được. Thì hóa ra bây giờ khi mình làm xin chắc con tay xong, mình phát hiện một điều: cái mình giỏi nhất là đi làm đào tạo. Cái mình làm giỏi nhất là đi làm đào tạo. Bởi vì cái người đi làm đào tạo, người ta phải hội đủ ba yếu tố về thông minh. Trong 8 loại hình thông minh của ông tiến sĩ Howard Gardner, thông minh giao tiếp, thông minh ngôn ngữ, thông minh nội tâm, thông minh toán học, thông minh thiên nhiên, thông minh gì đó, đại khái 8 cái mình quay lại. Nhưng mà trong đó 3 cái mà lớn nhất đó là gì? Đó là thông minh nội tâm. Thông minh nội tâm nghĩa là bây giờ mình đứng mình chia sẻ với các anh chị đây là mình phải thấu hiểu được những gì anh chị này. Mình phải hiểu được cái người ta muốn nói. Thứ hai là thông minh ngôn ngữ, là mình phải có những cái ngôn ngữ làm sao, có những cái mình hài hước, có những cái mình nhẹ đối với những người mà người ta cái level người ta cao hoặc là người ta có kiến thức sâu á, thì mình phải dùng cái ngôn ngữ đó để mình nói chuyện với họ. Ta thông minh ngôn ngữ. Và thứ thông minh thứ ba, mình giao tiếp. Giao tiếp ở đây có thể là giao tiếp bằng ánh mắt. Ví dụ nhìn nhau. Tức là không có nhìn nữa, chưa nói gì hết à. Là cười rồi đó. Ví dụ vậy. Tức là nó hồi đủ những cái yếu tố rồi. Thì bắt đầu mình làm cái xin chắc con tay mình xong như vậy. Thế mình mới thấy cái môn này hay quá. Thế mình đi học. Và cái nơi đó họ giữ mình lại. Bởi vì họ nhìn thấy cuốn xin chắc con tay mình. Họ thấy mình có cái tố chất đó. Thì bắt đầu cái rồi mình thấy ô. Như vậy thì ông Jack Ma ông nói rất là hay. Ông nói rằng là hãy làm những công việc gì mình cho là mình giỏi nhất. Và năm 40 trở lên không cho phép mình thất bại. Bắt đầu mình mới nhớ tới điều đó, mình lật cái cuốn sách nhóm ở tay mình nói: wow, cái giỏi nhất của mình là bất động sản, cái giỏi nhất của mình là trong lĩnh vực về nhà đất. Và phần lớn là hầu như là mình chưa bao giờ biết cái câu này nó liên quan nhà đất. Tại vì mình hồi xưa mình tiếp một tuần mình tiếp khoảng 100 người như vậy, 100 người dân muôn vàn câu hỏi như vậy. Thì mình nói ô, hóa ra thì mình là chuyên gia trong lĩnh vực này, hồi nào bây giờ mình không hay. Tại vì mình không biết tập đúng nơi đúng chỗ thôi. Giống như các anh chị thời trước đây đi làm câu này đó, là vì các anh chị chưa nhìn thấy được cái sứ mệnh mình, chưa nhìn thấy được cái việc là mình cần phải đi ra làm chủ. Hôm nay các anh chị nhìn thấy rồi thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn thì mình ơi.
đó. Bao nhiêu các anh chị thấy cái điều này là tuyệt vời. Mèo nói kể tiếp đi.